Sổ tổ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Báo Chạy, chất liệu gỗ hương rất là đẹp các bác nhé. Tác phẩm này có kích thước cao 40, ngang 71 và sâu 22. Đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 13,1kg các bác nhé. Và ở trên mình của chú báo có cả chuồn sụn rất là đẹp các bác ạ. Một tác phẩm Báo Chạy đục rất đẹp và sắc nét, có cả tiểu cảnh là cây tùng. Rất đẹp nha các bác nha. Mời các bác ngắm kỹ diện mặt của tác phẩm báo này ạ. Báo chun sụn rất là đẹp đúng không ạ? Tác phẩm này cao 40, ngang 71 và sâu 22. Có giá bán bên em là 4.800.000 các bác nhé. Quay kỹ cho các bác ngắm diện mạo của tác phẩm này nha. Đục rất đẹp đúng không ạ? Cơ của chú báo thì đục rất là đẹp. Trên mình thì có chun sụn các bác nhé, trông rất là đẹp và thích mắt. Sẽ quay tứ diện cho các bác ngắm kỹ tác phẩm này hơn ạ. Những tác phẩm báo chạy như thế này các bác để trong văn phòng hay là trong nhà trấn tranh rất là tốt, bảo vệ gia chủ lúc nào cũng được yên bình, tránh khỏi sát khí ở bên ngoài các bác nhé, và đem lại may mắn tài lộc ạ. Mặt sau là lũa già đanh rất là đẹp ạ. Một tác phẩm lũa hương siêu đẹp, siêu VIP các bác nha. Có cả chun sụn, tạo nên một tác phẩm rất là hoàn mỹ ạ. Tác phẩm này cao 40, ngang 71 và sâu 22. Có giá bán bên em là 4.800.000. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sửa Tựa Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em ạ. Cảm ơn các bác rất nhiều.